Cái kia phải xả nước, xả nhớt. Nên xả nước trước. Để thả mà nám, nám mới lại hết bệt phả. Xả nước phải mở mở nắp này chứ không? Mở hơi mới thoát hơi, chạy ra hết nước. Đi nước thì mọi người mở cái nắp. Đổ vô đó nước xong rồi mọi người đổ đi để lấy cái thùng này để đựng nhớt luôn. Nước này đổ vô đây nè. Lấy cái này đi, đổ ra ngoài. Đổ ngoài à. Thiến này khắp hộ. Đổ ngoài. Thiến rồi. Cái nước đó đổ ra ngoài cái thùng đó chút nữa đựng xong em xả nhớt. Nên làm hết nằm nước rồi, xả rồi, xả rồi, nước đổ vô để nó vô. Ủa, nếu mà cái này ra thì đâu để nước được. Xả nhớt thì bắt đầu xả nhớt luôn. Giờ máy luôn. Thay nước thường xuyên. Khỏi sử dụng thuốc để làm sạch. Ở trong đây nè, trong đây. Ê, dạ, ta xả nhớ. Nhớ lau cái thùng trước khi xả nhớ cho nha. Để hồi mình đổi xả lại phải không? Cứ gan tí nữa mới được, cứ gan tí nữa. Gan tí nữa mới được, gan tí nữa. Dạ, dạ. Xả nhớ. Mày làm việc bên quay không? Gan chút nào. Kéo gan chút nữa đi, đặng cho mình đủ phần chốc để thấy nhất. Nó mang xỉ đi em. Sạm lên đi. Ừ, mang xỉ luôn anh. Mang xỉ luôn. Dễ gì, nó cứng lắm. Không ấy nè. Bơm luôn mà, lượt nhất luôn mà. Lấy to tay mày à. Nó là vừa cái lượt luôn nha bà con. Dính luôn cái lượt. Bà con phải rửa bằng dầu cho sạch nó nha. Thành lắp ở bên này. Nhớt mà con nên xài nhớt chính hãng thì chắc ăn nha bà con. Nhớt chính hãng đặc chuẩn dành cho máy dầu luôn. Kéo ra chút nữa. Nó có lực nhớt mà con lấy dầu rửa luôn. Con nhớt. Có cái này nhớ. Nhớt quá điên ta. Máy chạy rồi quá lâu rồi về đây vô. Cái hết một nữa. Mấy cây hết một. Chạy đi. Yeah. 17 nè. Cứng lắm ạ. 17. 17. Dạ. 17. น้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องความจุ 2.8 ลิตร 2.8 2.8 ลิตรว้าเย้เฮ้ยจุ๊บ 2.8 อ่ะ200.000 hả chú? Tưởng 200 triệu chứ. Rồi. Con thai lớn rồi, con nếu xài nhiều con cách canh giờ thai nghe. Tưởng 100 giờ thai hợp lý, 100 giờ thai. Muốn 2.4. Nó được gió luôn. Cưng. Dầu rửa được nhất luôn. Đúng rồi, như con này là dư nhớt rồi. Quá nhiều dư, quá nhiều dư mà là dư nhớt là đổ 2.8 thôi. Cái chạy dàn sớm 3 lít là chạy với ghe. Mọi người nghiêng qua cho nó. Thầm ra thôi. Rồi, nghiêng đi. Dư nha. Dịnh nha, nghiêng cái dục cỏ luôn chết luôn. Trời cái này 3 dư. Rồi là con đổ 5 lít nhớt luôn rồi đó. Coi nè bà con ơi, đổ quá trời bà đổ bà con ơi. Con này đổ 5 lít nhất rồi. Đi chút anh ơi. Cái này sọt cho mình gã cho khỏe. Cái nước tươi nè. Đâu cái này. Tiền này. Tiền đó. Tiền đó. Tiền đó. Bây giờ xả nước xong rồi giờ thấy cái này. Rồi ok. Nó đi. Tôi cứ hết. Ở đâu ta? Đổ vô cái thùng.
ใส่เยอะขายได้ดีเนาะว่าต้องใช้น้ำมันกับปุ๋ยมีอะไรเจือปนไหมครับta thử gã máy bà con nghe gáo thả gáo thả gấp chơi vậy đó xe con đi họ mới mới chưa xài luôn mở ra tháo ra cho bà con coi chơi vậy đó con này nó thấy nét chưa dạ nó có thấy lạp luôn đó rồi T80 90 mấy chắc không chưa xài mở ra chơi luôn nó lạp đấy à kế rồi con nè tiếng trước này anh đi đi hả chút về trước ba đây này con cái chân nó trượt đó nghe Hải ơi cái chân đó nó không có giống chân kia đâu nghe thằng con em tiền luôn chứ sẹt cái con dao tụi bà con ơi con thầy nhất mày cũng là nè có cây bán nhất rồi luôn bà con nên nở đúng số lượng nhất thôi nghe, đừng đổ nhiều nghe, dư nhiều sẽ ảnh hưởng đến độ nóng máy, giúp đổ nhiều máy sẽ nó nóng, nó không gian làm mát ít lại, đổ rất nhiều nó cũng nóng, nhất là hao nhiên liệu, thứ hai nó sẽ khì khói, nó sẽ ra lỗ mũi chỗ này nè, nhưng đổ rất nhiều nó xì lỗ mũi này nè con, bị xì lỗ mũi hả? Không, nếu mà con đổ rất nhiều á, để đổ nó xì lỗ mũi với nặng máy hao dầu, con đổ 2.8 là được. 2.8 là gì? 2.4 2.4 đúng rồi 90 là 2.4 còn 140 là 2.8 2.1 Chứ kiên gã là xả nhớt xả nước xả nước nha bà con nào mà lỡ quên xả nước thì bà con dỡ ở đây thì nó sẽ gây dơ trong bình trong cái bầu nhớt này nên mà con tốt nhất là xả nước trước để nhớt có tận dụng lấy xài còn xài được còn nước nó vô nhớt còn phải bỏ nếu mà mình không xả nhớt mình xả nhớt trước mà xả nước sau là xả vô hả xả vô nữa lỡ quên mở nắp xy lát là nước tự động vô nhớt đúng rồi không có mấy cái lỗ à, đúng rồi à, tốt nhất là xả nước trước nước còn bỏ được nhớt thì con mới thay nữa nhớt mình tái sử dụng được đổ vô thùng đổ thùng cái tự động mở á đây là không có đốt ủa có cái tự động không có đầu liếc phải có chứ người ta chưa đem ra có đây có nè cái này là chìa khóa mà chìa khóa à có phải cái một số cái nút xi lát phải mở tự động mở bằng cái này nè cái lọc gió mình tháo cái lọc gió nhưng mà trong đây nó có dầu á cho nên mọi người đừng có nghiêng mọi người để thẳng rồi đặt xuống thôi tao lọc gió hả tháo nguyên chụp mày luôn được không? Đổ hồ đổ vô ra bỏ luôn hai vô mới này không? Ông chưa nói chứ. Không cần. Tháo dưới này luôn nè. Mở cái chút lên ha. Tháo nguyên một cái ra luôn. Tháo nguyên một cái luôn. Mở đây nữa hả? Mà mình 13. Kia mở ra. 13 13. Sử dụng. Kéo tiếp vô rồi quý. 13 lấy rồi. Đó. Ba lắm. Đây mừng luôn. Lấy đầu bỏ ốc, lấy đầu bỏ ốc. Nè, anh nào bỏ trên đó hồi đá nhăn luôn không biết đường kiếm không nha. Ở đây quý. Bỏ này nè, có nè, bên đây có rồi nè. Con que này có nhớ nhớ con mở nguyên cụm luôn cho dễ. Tháo cái BBC lên trước. T10 tháo này luôn. Tháo này. T10 à. 10 tháo này. Tháo hết luôn nó có giúp không? Chút. Đó mở mặt cam được á, 13 nè. 13 mở mặt cam được á. Mặt cam á, đúng rồi. Đó mở được luôn á. Tháo như không mở cách nước á. Lắc lên. Để đứng lên, để đứng lên luôn. Để đứng bỏ vô thùng là bỏ thùng rồi để đứng cho nó chịu vô cái gốc này đó, ngồi chèo nồi vô nó.
Có nhớt mà con phải để đứng nè. Giờ tháo cái cổ bô. Thổi đâu, cái đó quan trọng. Làm bức tông bạc đồ này kia, mấy các thứ đồ này kia là không có liên quan tới này. Chỉ trường hợp là lâu điện đồ này kia mới là mở lên. Mở mình nước hả? Thổi đâu, mở nước khó không, mở. Không, mà nếu trường hợp dính tới điện mình mới mở hả? Mà Việt Nam có ai xài điện đâu mở. Vậy mình đâu có ai xài điện đâu. Quan trọng là cách nước hư thì mà mở cái thang thôi. Cái bạc sơ mi với tông á. Tân trang sơn lại thì mở ra hết. Tân trang sơn thì mở. Mình xí lụm cái tự động trước. Mình thấy mi mua kìa, mình thôi à. Ok. Thôi luôn. Nào có tên 10 mở chụp cò luôn. Lấy 17 miệng mở ống cao áp. Cho nó khỏi cái này ha. Lẫn lộn với lại ốc đồ. Đập đập lên cái bộ phận đó mình để. Đập đập chứ dặn không nổi đâu. Đập lên hả? À, cầm lên nè. Dặn dặn đập cái nhẹ nhẹ đó. Ờ đúng rồi. Đó. Dướng vậy đập nhẹ cái nữa luôn cho nó đều. Đó. Trời đất ơi. Có hai cái cho đều để ngồi nó dễ gáp khỏi cong. Bây giờ tiếp theo là cái gì anh? Cò đi. Cò. 10 tay trước ạ. 10 tay 10 luôn. Không lên lên động cho sao. Không có kêu mọi. Hả? Mà có mà nếu mà vậy cá này bả nó đi. Chắc là nếu mà đã phải gã. Mở thay bạc xe mi bê tông. Mình cầm máy ba máy dễ mở này uổng quá. Không đang mở vô ở trên kìa. Nè nè nè. Nọt nọt. Lô. Không bơ. Này, không bơ. À, người ta tháo luôn rồi. Lấy T10 xiết cò chứ kìa. Ê, lấy T10 xiết này vô lại. Sau khi mà mình tháo cái ống này ra thì đến cái nắp. Phải theo bài bản mà được chơi. T13. T13 lục giác 5 luôn. Ê, cho cái dính luôn Quý ơi. Mốt phải mở ống đó trước nha. Xin lỗi bà con. Xin lỗi bà con, lòng bà con ơi. Xong rồi để mở cái nắp ở trên nha mọi người. Xong rồi để mở cái nắp. Đây giờ là tiếp cái kia cái nắp này nè. Có lục giác đây nè. Kiếm dít ba ke. Trong bộ lùn nghề nó có. Ê trong bộ lùn nghề nó có. Đúng rồi, mà mở nổi hay không á. Lục giác mở chưa? Chắc được á. Chắc được. Không, ờ, cái này không được. Không được, nó nặng lắm rồi. Nó xài vít tự động đó. Nó xài dưới chạy. Cái bàn này hơi cao. Rất là ok. Đây, đây, đây. Kìa trong kia có cái đấy. Còn cầm cái này. Đó, vít đóng á. Đây, búa là. Cái bài mỗi lần có 4 đây. Đầu gung nó xài vít đóng mà. Mấy lửa nó đang nghe. Mấy hay lửa nó. Không có còn còn đây lấy cái miếng gì vậy? Nó lửa mới ra. Cho bắt cái gì nha mọi người. Không có được nha. Mọi người có cái thùng đừng bỏ vô nha. Báo cáo ngày nào tháo nào đó là lát nhớ luôn gấp cái đó nha chứ không nhớ được á. Ở đây tháo mạnh tay quá à. Rồi cái T10 tháng trước nè. Dạ lục giác xong chưa Quý? T10 kìa. Tháo này luôn nè, tháo này luôn nè. Rồi được cái dít này thúc, cái dít này tháo ok nè. Cái này là chỉ gắn vô cái mặt này thôi đâu. Lên tháo này ra không tháo không khoan khoan để hỏi ảnh mới được tháo luôn này được mới lấy được nắp lên nè tháo nó ra luôn có tháo cái lục giác này ra rồi dỡ nắp lên rồi cái này chỉ che cho cái này hả thấy cung cung tay vậy mềm mềm thấy cung tay không mở không nhớ bỏ mấy cục chim này hồi quên là nó rung lắm á. Cái con này.
bên đây còn gì nữa không? Có còn gì nữa không? Nè nó có mấy này nè. Có mấy lợi nè. Nhét vào thấy con lúa. Giá lại cho nó đi. Chắc gì. RT90 nha. RT90 là đây. Đây mới chát luôn hả? Tình luôn. Còn buồn bỏ mấy mới chát mở ra tháo cho bà con coi luôn nè. Con dây này nãy gì nè. Chuẩn dây nghe hả? Thỏ không được, cái này nó ra nguyên cái này à. À không, cái này luôn. Cái rất cắt nãy ha. Hai ốc trên này để dưới rồi. Ở đây nè. Cái đó là hay nhất, là không nhớ chụp hình lại là ok đấy. Lấy cái miệng 10 đi. Dạ. Để kiếm không có rồi ác đây nè. Trong đầu nghề nó có. Đây nè. 8 mà. 8 thì có 11 không à, đại gia đâu mượn rồi. 10 đó, đây có không? Đây có ốc tôm 10. 10 hả? 10. Miệng 10, đúng rồi, chìa khóa. Chìa khóa. Là cái miệng đây nè, hỏi đi nè. Cái gì nhớ nha, một người nhớ nha, nhớ tháp con ốc là nhớ nha. Con nào gái là được gái nha. Lát quên á, ở dưới này nó lung tung á. Nghe mấy ngôi ra. Cái này nè, cái này hay lộn nè. Cái phốt nè, mấy cái này nè. À, cái nó là lộn này là 8 nè. Nó kêu, không để nó kêu. Ê, làm cho lọt đấy, mang nhục rồi nha. Lọt đây, phải mở nó slash luôn á. Ừ. Cái gì cái kìm á, có kìm có nhọn kìa. Rồi lọt cũng sâu hơn nữa. Cái gì? Cái kìm có nhọn á. Không, cái miếng con mũ không sao đâu. Con mũ không sao đâu. Bởi hại đó, đó không có, nó kêu á. Chết ngon. Đấy luôn. Kéo mạnh ra. Lý Hải, giật ra Lý Hải. Giật mạnh ra đi, giật mạnh ra. Giật mạnh ra. Cái đại ra, cái đại ra. Ừ. Dạ, thích mà. Nó có cái miệng 10 bển kìa. Trước hả? Bạn thấy qua dầu hả? Lấy đồ hứng đi thôi, để chạy dơ. Ê, mình mở cốc nữa, mở đây luôn nè. Không phải sao? Kiều mở vào ống nha. Mở ống luôn hả? Cô đeo vào sao? Cô đeo vào. Lấy cái bít. Kéo lên được lắm. Kiếm gì hứng luôn con? Rồi. Dầu bên tay cũng hơi. Dừng mạnh lên bóp lại. Nhậu thôi vậy nó. Được không? Phải lấy đồ dịch nảy lên. Tiếp nó mới được. Tiếp. Nó dính. Cô đây rồi. Thế nào? Đó kìa đó. Trời, mình cứng mình.
Vít này giỡn được đâu, vít đóng á, vít đóng á. Hư 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 á. Có vít đóng bệnh kìa. Còn con dưới. Con xoay. Ốc đây, thay bỏ này kìa. Cái đứa 12 này các bạn. Không, khó dẫn cái giặt bật cái ăn ra. Vừa khó vừa đông dẫn á. Rồi dẫn luôn nha, dẫn nha, dẫn tay. Dẫn tay luôn. Ờ đúng rồi, vừa dẫn vừa xây á. Không mở không dầu. Nè bút cây này được không? Có nhựa nè. Đây nó có vết nữa nè, vết căng đằng nè. Vết này đúng 12 quên đứng lên nè, không đàm đứt cũng đèn nè. Chúng về mình cũng không ai xài điện đâu, ít ai xài điện. Vết đóng rồi vậy nè. Đóng là vừa đóng vừa dặn. Đóng ra rồi mà. Nó liền hả? Nó sợ. Nó có lực. Chứ nó có lực. Rồi rồi, rồi luôn rồi. Lấy điện rồi lên kia cho được. Nó gỡ cái nước luôn hả? Ra là bọn bán. Mình lắp cái lập lẹn với ổng. Mà nói ổng nó dở đèn thôi. Không mình làm giá lại này mới có giá được. Bây giờ cái chịu ra không dẫn ra nặng quá trời đó. Hai. Tay mười đâu? Khỏi lấy cho bên này. Ê, không tháo mình vào sao tháo này ra được, ở trong còn mấy con nữa nè. Trước khi đi tháo mình vào mình phải thử lọc với. Còn hai con ở đây nữa nè. Rồi đây hai con đứng nè. Hai con giống hịch vậy nè. Hai con dính liền nha. Đây nè, đây quá. Tại chưa kịp con. Cầm lấy cái đầu. Không, tại không có. Trước khi tháo nữa. Bánh đà đúng không? Bánh đà. Thôi không, thôi không có tháo nghe, đập này xuống nha. Đập dầu. Đây dính đập này xuống nè. Tháo lọc dầu đi nghe, chặt lên. Mình tháo nguyên cái này đi cho nó ra nguyên cung này. Khỏi không cút ống. Khoan hay tháo bên này, có gì tháo cái này. Ừ. Tháo trước. T10 nó dính đi dân. T10. Chưa mà. Đầu tiên là tháo mình vào trước, nhưng mà trước khi tháo mình vào là mình phải tháo cái lọc nguyên liệu trước. Thôi vậy nè. Lấy kiện bấm nó ra nè. Đây mấy con cái này coi kỹ nha. Bóp bấm nó ra. Cái miếng này nha. Chết luôn. À, nè. Sao mấy cái ốc này vậy? Để đây nữa vậy gấp cho được, không sao đâu. Mấy con này đừng mua nha, con này em nhớ đó. Ủa? Gấp được cho à, cứ gấp được cho được cho à, để coi cho. Gấp được như lông đờ, như mấy cái miếng mũ là miếng luôn nha. Nè, tháo này nè. Nè lấy cái này trước nè.
Đúng rồi, giật lên luôn, giật ông giật như nãy lên luôn. Ê, cái này còn cái này bên trên không? Cầm cho, cầm cho. Nè. Quý nhỏ. Ê, thôi bỏ đi. Có bự lên, có bự lên. Đúng vô. À, tháo cái này ra nè, qua bên bển kìa. Bên bển, bển tháo cái ra nè, tự nhiên cái dầu 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 chảy à, dầu chảy à, dầu chảy. Ok, nào không nào. Rồi đấy. Kia kìa. Đúng. Con này mở hơi lâu, qua bên con này đi. Ờ, có cầu chì nè. Chát luôn bà con ơi. Mở cái nước nè. Đâu mà? Ê, mở 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 luôn kìa. Mở không? Mở như bên kia mở cái nước mà. Mở nước luôn rồi. Mở luôn rồi. Mở luôn. Mở qua bắt người ta mở. Đây còn có mấy cái tiền không cần. Nghe em nè, không khói à. Ê, nó có chút gà gì đó nghe. Có chút gà mới lấy. Ờ, cho nguyên đùm luôn đi. Đúng rồi. Cắn vô mặt mà không. Ờ, cho nguyên đùm luôn đi. Chờ nó đền nó gớt vô nó cái này nè. Rồi. Đơn giản. Cái này ở đây là ngoài luôn, cái này không có đó đâu. Ốc này là ốc luôn. Cái nước còn hai con phải không? T14 luôn. Mấy tông anh em mới tóc khai không? Khai đi nhỉ. Ngắt này. Ê, bỏ này ra được. Nhanh này. Này ra, này ra. Này ra. Mấy tông khai. Nè. Bỏ ra. Nè, ok. Rồi. Không. Mở này ra, mở này ra. Mở này ra, mấy tông thọt ครับ. Thọt tè. Lúc. Nè, có lùm hả? Có lùm hả? Ấp 4 lúc. Mở này ra, mấy tông thọt lên. Lỡ rồi, nãy giờ đang tháo cái nước hết mẹ. Tháo cái gì? Giặt mạnh lên. Tháo con này cho đều luôn. Cầm cầm xa đầu ra. Ờ. Không biết tiếng Việt. Quốc 2T10 với ngon xong. Nhớ tháo không rồi. 2T10 nó rồi. Ở đâu được rồi, dí được rồi. T10 nè. 10. Hỏi gấp vô không được, hồi hồi gấp không được. Đúng rồi, nó nói chi mình giàu. Bỏ cây chi xuống rồi. Bỏ luôn. Bỏ vào gió luôn. Bỏ vệ sinh nó đi để lát nó rớt tùm lum như này. Cái đồ nhét cái mỏ lại đi bơi, họ nhét vô có công mình mình không có đồ mình gắp vô nữa đó. Đây kìa. Sao mà mới thịt mưa đó. Sao không xảy lắm. Không tự quyên xảy lắm. Còn con nè bỏ luôn. Kìa bên này. Bỏ rồi. Còn con nè. Tôi đi mở trước cái quạt luôn. Quạt cái lấy.